để bảo vệ quyền lợi và tài sản của người dân, đảm bảo vai trò tiền tệ pháp định của đồng nhân dân tệ, phòng ngừa nguy cơ rửa tiền, bảo vệ sự ổn định tài chính. Trung Quốc ngày 5 tháng 12 đã đưa ra thông chi liên quan đến phòng ngừa rủi ro do Bitcoin. Và theo đó thì các tổ chức tài chính không được phép cung cấp dịch vụ liên quan đến loại tiền này. Thông chi xác định rõ tính chất của Bitcoin là không do cơ quan tiền tệ phát hành, không có thuộc tính tiền tệ, mà chỉ là sản phẩm thương mại ảo, cụ thể không có vị trí pháp lý như tiền tệ, không thể và không nên lấy làm đồng tiền được lưu thông và sử dụng trên thị trường. Do đó, trong giai đoạn hiện nay, các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác không được phép cung cấp bất cứ dịch vụ nào liên quan đến Bitcoin. Trong cùng ngày 5 tháng 12, Ngân hàng Trung ương Pháp cũng đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro liên quan đến Bitcoin do những lo ngại gia tăng về sản phẩm không được giám sát và sử dụng trên Internet này. Hồi tháng 7, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng đã cấm giao dịch và sử dụng Bitcoin.